chửi cái gì hết hả? Tôi thấy như là anh không có tình ý nghe. Cả ngày hôm nay nó vất vả muốn chết rồi, anh không một tiếng khen ngợi nó nữa, mà toàn là anh chê bai nó không à. Tại sao trong tất cả những chuyện con làm á, ba cứ kiếm những cái lỗi nhỏ nhất mà ba nói vậy? Ba không thể nào mà vui vẻ ba chấp nhận được hay sao hả ba? Con đang hét lên dai vậy, con làm được cái gì mà con bắt ba phải thừa nhận? Con nói ra thử coi.